Ta đặt nó ra nguyên, kêu nó nguyên. Mực ơi, mực à, mực ơi, đừng cắn chú ba nữa con. Má con nó cắn là nó dữ không? Nó cắn mà nó còn táp lên nữa chứ. Nó cắn bình thường như người ta đâu. Úi da. Nó cắn từ cái quần mà nó dính tới thịt luôn đó. Cái thằng chó này. Má gì cá, tụi nó hồi chó dữ lắm rồi nè. Hồi chó dữ lắm rồi. Thấy không? Ngừ lại thấy không? Ngừ lại thấy không? Cắn áo kẹp chơi nè. Thôi gần cái mùi của nó nè. Ủa má mày. Thôi gần cái mùi của mày nè. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Hùng dữ chứ không ai dám chơi với nó chứ. Mấy vàng đầm nó chứ. Nú được mụn chứ. Úi da. Úi da. Ừ, xóa bỏ nó luôn chị ba. Úi da. Nó ngừ chị kìa. Cái này quen. Nó cắn lỗ cái quần kích đi nè. Trời ơi thằng chó này, này tiêu này tiêu bộ đồ chú ba rồi thấy không? Có vừa đâu. Đồ nguyên bộ của ta cắn cắn quần thì nó không biết lấy gì thế vô à. Lấy mà mẹ nó. Chó mày nè, đụng má mày. Đi. Đâu sợ chị đâu thấy không?